Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiết số 3, bài 26. Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách ra trang số 68 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1. Người thì yêu cầu là gì? Tính. Rồi, như vậy phép tính thì người ta đã đặt sẵn rồi. Thực hiện phép chia này. Nhớ là cứ chia từ bên tay gì? Trái sang bên tay phải. 5 chia cho 3 được mấy? 1. 1 nhân 3 thì bằng 3. 5 trừ đi 3 thì chúng ta sẽ còn gì? 2. Đúng không nào? Hạ 3 xuống ta được 23. 23 mà chia cho 3 thì được mấy? 7. 7 nhân 3 21. 23 trừ 21 thì chúng mình sẽ còn dư 2 nhé. Rồi, xong phép tính thứ hai nào. 6 chia cho 4 được 1. 1 nhân cho 4 là 4. 6 trừ 4 thì bằng 2. Được chưa? Hạ 7 ta được 27. 27 chia cho 4 được 6. 6 nhân 4 2 24. 27 trừ 24 á thì sẽ còn mấy nhỉ? Còn 3 đúng không nào? Ok. Tiếp tục nào. 35 chia cho 3. 3 chia cho 3 được mấy? 1. 1 nhân 3 thì bằng 3. 3 trừ 3 thì bằng 0. Được chưa? Hạ số 5 xuống. 5 chia 3 cũng được gì? Được 1. 1 nhân 3 là mấy? Là 3. 5 trừ đi 3 thì bằng gì? Bằng 2. Được chưa? Ok nhá. Rồi tương tự này, 99 chia cho 8 này. 9 chia 8 được 1. 1 nhân cho 8 thì bằng mấy? Bằng 8. 9 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 1, đúng không? Ok. Hạ 9 xuống. 19 chia cho 8 được mấy? Được mấy nhỉ? Được 2 thôi đúng không? Đúng không nào? 3 thì nó sẽ lớn hơn rồi. 3 x 8 24 rồi, không được. 8 x 2 là bao nhiêu? 16. 19 trừ 16 thì chúng mình lại còn dư 3. Đấy, như vậy tất cả đây đều là phép chia có dư nhé. Rồi, sang bài 2 nào. Bác Huyền đã chuẩn bị 87 quả cam để làm các suất quà cho các hộ gia đình nghèo. Mỗi suất quà thì có 3 quả cam. Hỏi cái bà Huyền chuẩn bị được bao nhiêu suất quà? Dễ không? Một suất quà là có mấy? 3 quả. Vậy thì 87 chia cho số quả cam trong một suất suất quà. Được không? Nhẩm được không nào? 8 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 8 trừ 6 còn dư 2. Hạ 7. 27 chia cho 3 bằng mấy? 9. Đấy, như vậy chúng ta đã có phép tính rồi. Thì dựa vào đâu? Dựa vào câu hỏi viết lời giải thôi. Số suất quà, đúng không? 3 Huyền chuẩn bị được là thế thôi. Ok chưa? Đấy, như vậy thì 87 chia 3 bằng 29. Đơn vị đây là gì? Suất. Rồi chúng ta sẽ ghi đáp số 29 suất
quả. Xong nhé, chúng mình đến bài 3 nào. Có 32 khách du lịch đi thuyền tham quan. Mỗi chiếc thuyền chở được là 5 hành khách. Hỏi cần ít nhất mấy chiếc thuyền để chở hết số du khách đó. Đấy, như vậy thì chúng mình lại thấy đây là một cái phép tính này kìa. Ta có này 32, đúng không? Chia cho mỗi một cái chiếc thuyền nó chỉ chở được có 5 khách thôi, được chưa nào? Như vậy thì 32 chia cho 5 á, thì chúng ta sẽ được mấy? Được 6 và dư mấy? Dư 2, đúng không? Vậy thì đây các em phải lập luận này. Vậy thì với này, với 32 khách gì? Du lịch đi thuyền tham quan, mà mỗi chiếc á, các em phải đâu phải nha, mỗi chiếc thuyền chở được bao nhiêu? Chở được có mấy? 5 khách. Thì phải cần gì? Ít nhất bao nhiêu các em? À, mấy nhỉ? À, ít nhất là 6 chiếc thuyền chở mấy khách? Chở 5 khách. Và đấy, nhớ câu này nhá. Và một chiếc thuyền nữa chở gì? À, chở 2 khách, đúng không? Đấy, như vậy thì chúng ta chỉ cần mấy nhỉ? Cần mấy đây? À, mấy? 7 chiếc, đúng không? Hai người này thêm một chiếc thuyền nữa này, được chưa nhỉ? Đấy, vậy thì đến đây các em ghi cho thầy là đáp số này. Đáp số là chúng ta cần ít nhất là mấy? 7 chiếc nhé. 7 chiếc thuyền. Ok, được chưa? Rồi, sang bài 4 nào. Các em chú ý đây lại là phép chia này. Bao nhiêu chia cho 8 thì bằng 12. Đấy, thì muốn tìm số bị chia này, các em sẽ lấy cái gì đây? À, lấy số chia, phải không? À, lấy gì? Thương nhân cho số gì? Số chia. Đấy, nhân lên thôi. 8 x 2 thì bằng bao nhiêu? 16. Viết 6 như 1. 8 x 1 là 8, thêm 1 thì bằng gì? 9. Đấy, như vậy số ta cần tìm đây chính là gì? 96. Rồi tương tự như vậy thì anh này, chúng ta cũng sẽ lấy 23 nhân cho mấy? À, nhân cho 4. Đúng không? Đấy, phép tính này thì cũng vậy thôi. Ổn chưa nhỉ? Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng em kem nhầm này. 3, 4, 12, viết 2 nhớ 1. 4 nhân 2 là 8, thêm 1 thì bằng gì? 9. Xong nhá. Rồi tương tự ở đây chúng ta sẽ lấy thương là 26 nhân cho số chia là gì? 3. 6 nhân 3 18, viết 8 nhân 1. 3 nhân 2 là 6, thêm 1 thì là gì? 7. Xong. Tương tự ở đây sẽ là bao nhiêu? À, 47 nhân cho 2. 7 nhân cho 2 bằng bao nhiêu? 14, viết 4 nhân 1. 4 nhân 2 là 8, thêm 1 thì bằng 9. Ok chưa? Đấy, ổn nhá. Được chưa nào? Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong bài số 27. Đừng quên
chia sẻ kênh và video đến cho các bạn nha.